Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đình Vũ Z900. Hôm trước mình có giới thiệu cho mọi người một đôi găng tay dài ngón đến từ thương hiệu Ego với mức giá là 150.000. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho mọi người đôi găng tay ngắn ngón cũng đến từ thương hiệu Ego, và đây cũng là găng tay bằng vải mọi người nhé. Và găng tay này chỉ có giá là 140.000. Thì chúng ta lại tiếp tục review với đôi găng tay này, xem là nó có tốt không, có ổn hay không mọi người nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ review chi tiết đôi găng tay ngắn ngón đến từ thương hiệu Ego này cho mọi người nhé. Mình nhớ lại một chút là đôi găng tay này có giá là 140.000. Thì bên ngoài thì vẫn là một cái phần đóng gói bằng nhựa đây thôi. Phía sau thì họ có ghi một số thông tin. Găng tay Ego chuyên dùng cho người đi mô tô xe máy. Thành phần ở đây đó là sợi tổng hợp, vải lỉ và da. Thì thành phần giống hệt với cái đôi găng tay dài ngón mà mình giới thiệu cho mọi người trong video trước ấy, thì đều được sản xuất ở Trung Quốc và được phân phối bởi công ty BBI. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người. Trước khi bóc thì mọi người có thể thấy ở đây mình có 3 đôi. Và 3 đôi này là size L, XL và XXL. Hiện tại bên mình đang không có size M, nhưng mà mình thấy tay nhỏ nhỏ các bạn đeo size L vẫn vô tư nhá, chứ không nhất thiết phải đeo size M đâu. Và theo kinh nghiệm đeo găng tay nửa ngón của mình ấy, thì các bạn nên đeo tăng một size so với găng tay full ngón để chúng ta tháo vào nó dễ, do cái này nó dễ bị dính mồ hôi mà. Thì chúng ta sẽ có một đôi găng tay này, có một cái phần bảng size này, vậy thôi, chúng ta không có gì khác. Rất là giống với cái găng tay dài ngón hôm trước mọi người nhé. Đôi găng tay này thì full đen mọi người ạ, chỉ có cái phần logo màu trắng thôi. Ở đây có chữ Ego nữa này, và ở đây có những cái đường chỉ may màu trắng. Chất liệu và độ dày của đôi găng tay này thì giống hệt với đôi găng tay dài ngón mình giới thiệu hôm trước, chẳng qua nó cắt đi thôi. Các bạn cứ hình dung đây là một đôi găng tay dài ngón và cắt cái phần đầu đi thôi. Ở đây có phần gù bằng nhựa mọi người nhé. Mình thì mình đeo đôi XL, mình sẽ tháo cho mọi người xem đôi XL này. Nó cũng không khác gì đôi size L đâu, chỉ là nó rộng hơn thôi. Bây giờ mình sẽ đeo vào cho mọi người xem. Chắc chắn là với việc mà các bạn sử dụng cái đôi găng tay ngắn ngón này thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại trong quá trình di chuyển rất là đơn giản luôn. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình đeo cái đôi găng tay ngắn ngón này, đó là thoải mái. Nó rất thoải mái luôn đấy. Bởi vì nó bằng vải nên là chúng ta cảm tưởng là nó có sự co giãn, vải lỉ mà. Và nó không quá dày đâu. Cái này đi mùa hè rất là tốt luôn. Mùa đông thì các bạn thời tiết hôm nay vừa phải thôi thì ổn, còn hôm nay mà rét thì chắc chắn là không đáp ứng được rồi. Đi ở trong thành phố hoặc là đi nhẹ thì ổn, còn đi tour dài, đi những cái cung đường lên Tây Bắc hay gì đó thì cái đôi găng tay ngắn ngón này chắc chắn là không đáp ứng được. Nhưng những bạn nào mà thích sử dụng một đôi găng tay ngắn ngón để dùng điện thoại nhiều ấy thì có thể tham khảo đôi găng tay này nhé. Các bạn cũng sẽ không thể nào đòi hỏi quá nhiều cái đôi găng tay chỉ có giá là 140.000 này đâu. Cái đôi tay ngắn ngón này thì 140.000, còn đôi dài ngón là 150.000. Đôi găng tay này sẽ phù hợp cho những bạn mà chưa muốn đầu tư nhiều về kinh tế. Những bạn mà thường xuyên sử dụng xe máy hàng ngày luôn thì có thể nghiên cứu đôi găng tay này nhé. Nó chỉ hơi mỏng một chút thôi. Bây giờ mình tháo cho mọi người xem này, rất là dễ tháo luôn. Mình là một người mà hay bị ra mồ hôi tay mà còn tháo rất là đơn giản luôn đấy. Tháo ra rất là dễ và không hề khó khăn đâu. Mùa hè mà dùng đôi găng tay này cực sướng luôn. Các bạn mà có nhu cầu mua đôi găng tay ngắn ngón hoặc là dài ngón mà mình đã review cho mọi người từ hôm trước thì các bạn có thể liên hệ với mình qua fanpage Đình Vũ Z900 hoặc qua trực tiếp cửa hàng của mình tại số 1 ngõ 102 Kinh Nghi Hà Nội để mua mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên sub kênh và chia sẻ video ủng hộ mình đấy. Hẹn gặp mọi người những video sau nhé.